Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể của anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang đứng ngay tại trung tâm vườn hoa trung tâm tại khu Phong Lan tại dự án Vinhome Star City Thanh Hóa của anh chị ạ. Và Thiên Định phải chia sẻ với cô chú anh chị chúng ta một điều rằng là hiện tại cái mức giá để cô chú anh chị chúng ta có thể sở hữu cho mình một căn song lập 200 mét, vị trí rất đẹp luôn, cạnh công viên, đằng sau là view sông luôn, và sông ở đây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mà giá hiện tại nó đang rơi tầm khoảng là 11,620 triệu. Đấy, là coi rơi tầm khoảng 11 tỷ 6 thôi, loanh quanh tầm 11 tỷ 6 là chúng ta có thể sở hữu được cho mình một căn 200 mét. Ở diện tích đất là 200 mét, còn diện tích xây dựng của nó là 91 mét của chị nha. Diện tích xây dựng rất là lớn, hướng đông nam, gần ngay công viên, và công viên rất là rộng luôn của chị, chúng ta nhìn thấy ạ. Ở đây sông Thiên Định sẽ ra để cô những chị chúng ta có thể thấy được cái sông của cái khu vực này. Hôm nay là Thiên Định từ Hà Nội về đến Thanh Hóa, là tại vì Thiên Định đang có khách ở Thanh Hóa, Thiên Định về đây. Đấy, thì Thiên Định đến tí nữa khách của Thiên Định tới thì Thiên Định sẽ dẫn khách. Còn hiện tại Thiên Định đang rảnh thì Thiên Định quay của chính chị chúng ta thấy được là cái không gian cảnh quan của dự án Vinhome Star City Thanh Hóa, và đặc biệt là khu Phong Lan, là những cái căn view sông nó đẹp, nó còn đẹp hơn cả những cái căn biệt thự tại Vinhome Riverside luôn. Đây, của chú anh chị chúng ta có nhìn thấy sông không ạ? Sông như này là có đủ rộng nhá. Sông cực kỳ rộng luôn của chú anh chị nhá. Sông rất là rộng luôn. Đây. Và đây là những cái căn biệt thự mà chủ đầu tư đã hoàn thiện hết mặt ngoài rồi. Đúng không ạ? Ở đây là hầu như tất cả các căn đều hoàn thiện mặt ngoài. Đấy. Bên đây là có những cái ghế để cô chú anh chị chúng ta có thể ngồi buổi tối, gọi là thư giãn, đúng không ạ? Con em của chúng ta có thể ra khu vui chơi giải trí ở bên này. Và bây giờ xin định sẽ vào bên trong một cái căn song lập đông nam ngay gần công viên để xin định review và giới thiệu chi tiết cho cô chú anh chị xem nha. Đây, một cái căn biệt thự, thì định sẽ quay thực tế để cô chú anh chị thấy được một căn 200 mét của như nha, 200 mét, xây dựng là 91 mét, và hiện tại và đang bán với cái giá là 11 tỷ 620 triệu. Đấy, loanh quanh đâu đó là 11 tỷ 6, sở hữu cho mình một cái căn song lập hướng đông nam. Ở đây thì lòng đường tiêu chuẩn như nhau, tất cả các dự án của Vinhome thì lòng đường tiêu chuẩn đều là 7 mét, về hè một bên là 3 mét. Đúng không ạ? Đây. Ở đây cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là một cặp song lập này, Thiên Định quay xa xa để quý anh chị chúng ta có nhìn thấy một cặp song lập. Đây, quý anh chị nhìn ạ. Mặt tiền hiện tại có thằng này là 10 mét quý anh chị nhá. Mặt tiền 200 mét, mặt tiền 10 mét, chiều sâu là 20 mét. Đây. Và phía sau có nó view sông, tí thì định sẽ xa bên sau để quay cái sông của quý anh chị xem luôn. Đường thì rất là rộng luôn, thoáng. Về hè quý anh chị nhìn, về hè 3 mét. Ô tô thì chúng ta được phép để ngoài vỉa hè, hoặc là chúng ta có thể làm thiết kế ô tô đi vào cho bên trong. Đây, bây giờ Thiết Định sẽ vào bên trong và quay cái sông bên sau của chú chị xem nha. Đây, bên trong này của chú chị ạ, hệ thống cửa cuốn này, bậc thềm là đã lát đá rồi này, cửa này, hệ thống cửa này, hệ thống cửa thì là rất chắc chắn của chú chị nha, cửa lim rất chắc chắn. Phong cách thiết kế Phong Lan thì hầu như là cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là cái phong cách thiết kế của nó cột tròn rất là đẹp. Đây, và đây là bên hông. Và đây là phía sau nhà, đây Thiên Định sẽ đi phía sau nhà. Về cái phong cách thiết kế thì Thiên Định đánh giá là cái dự án Vinhome Star City Thanh Hóa, và đặc biệt là cái khu Phong Lan ấy, nó khá là đẹp. Nó đơn giản mà rất là đẹp cô chú anh chị. Đây, sông phía sau. Đây. Một căn biệt thự như này mà hiện tại đang có giá là 11,6 tỷ của anh chị thấy có hợp lý không ạ? 200 mét, xây 91 mét. Đấy, bên kia là thêm một dãy nữa, bên kia là những cái căn hướng Tây Bắc của anh chị nhá. Đấy, ở đây là một cặp này. Đấy, đúng không ạ? Ngăn tường rào phải chia đôi hai bên. Đúng không ạ? Đây, diện tích xây dựng thì Thiên Định sẽ quay bên trong của anh chị có thể thấy được luôn. Đây. Diện tích xây dựng này rất là rộng luôn. Rộng mênh mông, bên trong thì đã chắt trong rồi, đúng không ạ? Chưa có cầu thang. Và cô chú anh chị chúng ta có thể về tự thiết kế tự làm. Về cái bố trí sông thì không khác gì bên Vinhome Riverside, nhưng mà tại vì những cái căn như này là những cái căn 200 mét thì hầu như là cái phía đất bên 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 sau và phía đất bên hông thì hầu như là hơi ít, tại vì diện tích xây dựng ở đây khá là lớn, diện tích xây dựng là lên đến gần nó là 91 mét thì hầu như gần 100 mét. Thì những cái căn ở Riverside cô chú anh chị chúng ta biết được là những cái căn 250 mét mà cũng xây được có 95 mét thôi. Đấy, nhưng những căn như này thì diện tích xây dựng đã rất là rộng rồi, đúng không ạ?
Thì Thiên Định tiện, Thiên Định về và có khách thì Thiên Định quay lại để cô chú anh chị chúng ta có thể hình dung được một cái căn biệt thự tại Vinhome Star City Thanh Hóa, đang có một cái mức giá nó khá là ok để cô chú anh chị chúng ta có thể sở hữu và đầu tư. Nếu như cái tính mức giá này và đặc biệt là những cái căn view sông như này không khác gì Riverside cách đây 10 năm cô chú anh chị ạ. Riverside, Vinhome Riverside Long Biên cách đây 10 năm giá cũng tầm tiền cũng chỉ có thể là cao hơn như này một xíu. Nhưng mà phải nói rằng là để mà cái dự án Vinhome Star City Thanh Hóa đến thời điểm này đã xây dựng lên hết rồi. Và hiện tại là cái số lượng căn mà view sông thì nó chỉ có 3 phân khu để cô chú anh chị chúng ta có thể sở hữu cho mình những cái căn view sông như này. Và số lượng sau này sẽ cực kỳ khan hiếm luôn. Mà giá đang cực kỳ hợp lý luôn chị ạ. Mà hiện tại là chủ đầu tư đang hỗ trợ vay vốn là 70% trong vòng 2 năm. Với lãi suất là 0% trong vòng 2 năm cô chú anh chị nhá. Nếu một căn như này, một căn 11 tỷ 11 tỷ 6 thì cô chú anh chị chúng ta chỉ có thể bỏ ra tầm khoảng 3 tỷ rưỡi thôi. 3 tỷ rưỡi là cô chú anh chị chúng ta lại sở hữu cho mình một cái căn biệt thự 200 mét đúng không ạ? Và sau 2 năm sau cô chú anh chị chúng ta phải giã gốc và lãi đúng không ạ? Nó cực kỳ hợp lý để cô chú anh chị chúng ta sở hữu cho mình một cái căn biệt thự như này. Thì nếu cô chú anh chị nào chúng ta đang quan tâm đúng không ạ? Nói chung là muốn đầu tư đến thời điểm này thì Định đang đánh giá là cái sản phẩm này đầu tư rất là hợp lý luôn. Nếu cô chú anh chị chúng ta đầu tư, hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550 đúng không ạ? Và bên cạnh vườn hoa rất là rộng luôn, bên kia chính là vườn hoa rất là thoáng. Cực kỳ thoáng luôn cô chú anh chị ạ. Đây, mặt trước đây ạ, mặt trước kiến trúc thì phải nói là rất là đẹp. Vâng. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể của chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể của anh chị chúng ta ở những video tiếp theo.